Theo quyết định vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, áp dụng từ ngày 18 tháng 3, đất ở tùy quận huyện có hệ số điều chỉnh gấp 3 đến 25 lần so với giá nhà nước. Khu vực có hệ số cao nhất tối đa 25 lần là huyện Hóc Môn từ 10 đến 25 lần và thành phố Thủ Đức từ 6 đến 25 lần. Khung hệ số này tăng 10 đơn vị so với năm 2022, tối đa 15 lần. Xếp sau là huyện Bình Chánh từ 6 đến 22 lần, Nhà Bè từ 10 đến 21 lần, Củ Chi từ 13 đến 20 lần. Các địa phương còn lại có khung hệ số tối đa dưới 20. Các loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở được bồi thường theo tỷ lệ. Đất thương mại dịch vụ tính bằng 80% đất ở liền kề. Các loại đất khác tính bằng 60% giá đất ở liền kề. Đất nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh có hệ số cao từ 5 đến 38 lần giá nhà nước, tăng so với hệ số tối đa năm ngoái là 35. Nơi có hệ số cao nhất là huyện Bình Chánh với khung hệ số từ 15 đến 38 lần giá nhà nước. Các địa phương có hệ số tối đa 35 lần gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp. Các địa phương còn lại có hệ số tối đa dưới 30. Hệ số điều chỉnh giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng là giải pháp nhằm giải phóng mặt bằng đúng tiến độ nhiều dự án, đặc biệt là vành đai 3, 4, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Trước đó, nhiều dự án trọng điểm đình trệ do vướng mặt bằng.